Nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng định solo hip hop cùng với trai bạn nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em tính cả beat cả lời. Nhà em có mấy quả đồi thì anh cũng tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng định solo hip hop cùng với trai bạn nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em tính cả beat cả lời. Nhà em có mấy quả đồi thì anh cũng tính cả rồi. 1, 2, 3 gì nương thong tham. Đây là người miền núi phía Bắc Việt Nam. Hiền ngang, không thích luồn cúi. Flexing, theo kiểu miền núi. Ta chơi nhạc trap hip hop trên bản làng. Bản này là bản chất biến từ đất thành bản vàng. Từ những ngày khó khăn các dân tộc còn tàn mạn, đến ngày chung tay cùng làm kinh tế, tiền chất đồng như tài hàng. Bàn tay trắng, cần cù chịu khó không nhờ may mắn. Trải qua khó khăn một mưa hai nắng. Người biết kiêm tốn là người hay thắng. Alloy, alloy, người miền núi chất nói alloy, alloy, hiền lành nhưng chơi như gà trọi ở đây hay nói là alloy, mọi người thường nói là alloy, 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 người miền núi chất nói alloy, alloy, hiền lành nhưng chơi như gà trọi ở đây hay nói là alloy, mọi người thường nói là alloy. Chính là người miền núi chất lên sân khấu tay cầm mai, từ nay cùng trời cuối đất cho họ biết mình là ai. Mà thôi, chả cần biết là ai đâu, bây giờ mình đi tìm mảnh ghép mặt trăng. Kìa, sao lại không biết, cần biết đây là ai? Em không nhớ lời ông Bụt dặn à? Mình gặp ai đây cũng có thể là người có thể cung cấp cho mình những manh mối và là người giúp đỡ mình thì sao? Ừ nhỉ. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có muốn biết đây là ai không? Thế thì bây giờ xin mời nhân vật đặc biệt này, chúng mình sẽ cùng giới thiệu đến các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay xem mình là ai nhá. Xin chào quý vị khán giả, xin chào các bạn nhỏ. Và mình là Double Chu Thi, người miền núi chất. Cảm ơn Double Chu Thi và đặc biệt là cảm ơn Hà My vì đã mang rất nhiều những phần quà đến cho các bạn nhỏ. Và vừa nãy nha, chị Hằng còn thấy Hà My làm bánh khéo, ơi là khéo, ngon ơi là ngon, đứng tận đây mà vẫn ngửi thấy mùi bánh cơ mà. Chị nhắc đến bánh em lại đói rồi, bây giờ em muốn là đi ăn xong rồi mình với đi tìm mảnh ghép mặt trăng có được không? Thế
ngày hôm nay có mặt ở đây không chỉ chuẩn bị những chiếc bánh trung thu dành tặng cho các bạn nhỏ ở Bệnh viện Nhi Trung ương mà còn có cả đủ những phần quà dành cho chú Cuội, chị Hằng cùng với tất cả các bạn đây ạ. Wow. Ở đây ai muốn có quà thì giơ tay. Các bạn bên này muốn có quà không? Bên này nữa. Yeah. Nào. Một chiếc bánh tặng em. Các bạn. Ở phía xa xa nào. Đây 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 đây. Có quà, có quà. Bên này, bên này, bên này. Ôi, cảm ơn các bạn nhỏ nha. Cảm ơn các bạn nhỏ. Chị Hằng ơi, mọi người ơi. Sao đây, sao đây? Em phát xong quà em lại thấy cái này. Đây là cái gì? Sao đây nhìn là... giống mảnh ghép mặt trăng thế nhỉ? Các bạn ơi, đây là gì nhở? Cái gì? Đây, thế là em đã tìm được mảnh ghép mặt trăng nữa rồi. Chị nhá, chị sao lại giấu mảnh ghép mặt trăng vào dưới giỏ là thế nào? Hà My không biết à? Hay là Double Tutti giấu? À, Cuội ơi, chị nhớ ra rồi. Bình thường ý, ông Bụt hay dạy chúng ta đó chính là khi mà chúng ta học được những điều tốt và làm được những điều tốt thì chắc chắn là sẽ có người giúp đỡ chúng ta thôi. À, hóa ra là vậy. Thế thì ngày hôm nay, hai người mà đang giúp đỡ chúng ta tìm ra mảnh ghép mặt trăng đó chính là Hà My và Double Tutti. Chúng mình nổ một tràng pháo tay thật lớn để gửi lời cảm ơn đến hai bạn nào. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Bây giờ thì hành trình đi tìm kiếm mảnh ghép mặt trăng của chị Hằng và chú Cuội vẫn còn. Bây giờ thì chúng mình phải chia tay các bạn và chúng mình đi tiếp thôi.